Chào tất cả các bạn. Trong cái video trước đây, mình có chia sẻ với các bạn những điều kiện cho việc đoàn tụ gia đình ở Đan Mạch theo diện vợ chồng. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn thêm về việc cách nộp hồ sơ cho cái việc này nó như thế nào. Thì việc đầu tiên, các bạn phải tạo một cái case ID. Các bạn có thể lên trang web của Bộ Quản lý xuất nhập cảnh Đan Mạch. Các bạn tạo case ID. Ở trên đó mình sẽ link một cái link trực tiếp đến cái link, trang đó cho các bạn ở dưới đây. Thì khi mà các bạn tạo case ID thì cũng đơn giản lắm. Chỉ đơn giản là các bạn điền tên họ, số passport và một cái email của các bạn. Và các bạn sẽ trả lời là người ta sẽ hỏi các bạn là các bạn có được miễn trừ việc trả phí hay không. Mình cũng muốn chia sẻ thêm là việc trả phí, cái phí này nó đòi là 6.700 đồng tiền Đan Mạch. Thì các bạn có thể tính ra bao nhiêu tiền đơn vị tiền tệ ở đất nước của các bạn. Thì những ai được miễn trừ cái lệ phí này thì cũng có, ví dụ giống như là nếu là công dân châu Âu thì họ được miễn phí nè. Đó. Nếu là các bạn ở Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn, thì tất nhiên trong cái video này mình nghĩ cũng không có audience nào ở Thổ Nhĩ Kỳ mà nghe đâu. Thì nói chung là luật nó ghi như vậy. Nhưng mà thí dụ những người bị bệnh tật chẳng hạn cũng có thể được miễn phí. Nhưng dù các bạn tin rằng mình được miễn cái lệ phí hay là các bạn phải trả phí, thì các bạn cũng phải tạo cái case ID. Cái case ID này là cái unique, là cái ID duy nhất khi mà các bạn điền vô hồ sơ, các bạn cần cái case ID này. Đó, nó là như vậy. Thì khi mình khuyên các bạn là nếu các bạn tin rằng các bạn được miễn phí, không phải trả tiền lệ phí, thì các bạn cứ trả đi. Bởi vì khi mà Bộ Quản lý xuất nhập cảnh họ xét duyệt hồ sơ của các bạn, họ có đầy đủ thông tin của các bạn hết, và họ thấy rằng nếu các bạn thực sự là trường hợp được miễn trừ thì họ sẽ trả tiền và trả tiền lại cho các bạn vào đúng cái tài khoản mà các bạn dùng để trả phí. Cho nên các bạn không cần phải lo mất tiền chẳng hạn. Và mình cũng muốn chia sẻ thêm rằng nếu các bạn chọn là các bạn được miễn tiền trả phí và các bạn không trả phí, các bạn tạo case ID, các bạn vẫn có thể tạo được. Nhưng khi mà người ta xét duyệt hồ sơ của các bạn, người ta xem xét và người ta nói cái trường hợp này không được miễn phí cái lệ phí, thì lúc đó người ta sẽ cancel cái bộ hồ sơ của các bạn, người ta sẽ stop hồ sơ của các bạn, và lúc đó các bạn sẽ rất mất thời gian làm lại từ đầu. Thì sau khi tạo được case ID xong thì các bạn cả hai người phải cần đi gom lại tất cả những cái giấy tờ cần thiết. Giấy tờ cần thiết là gì? Đối với người được bảo lãnh thì cần những giấy tờ chẳng hạn giống như là cái phiếu vừa rồi đó, cái bằng chứng vừa rồi các bạn đã trả tiền. Thì khi mà các bạn trả tiền, các bạn sẽ nhận được một cái email, thì các bạn nên in ra và kèm theo cái bộ hồ sơ của các bạn khi các bạn đi nộp. Cái việc thứ hai là copy passport của các bạn, tất cả các trang luôn trang bìa nha các bạn, tất cả các trang luôn cả trang trống đó, không phải là copy chỉ những trang mà có dấu hoặc là stamp visa này nọ, không, copy hết nguyên một bộ đó. Copy cái giấy hôn thú của các bạn, nếu các bạn cưới ở ngoài Đan Mạch thì các bạn cần phải có công chứng và hợp thức hóa lãnh sự. Cái bản copy của cái bằng ngôn ngữ của các bạn đó. Đó là những cái đòi hỏi, những cái giấy tờ mà mình nghĩ dành cho người được bảo lãnh. Còn người bảo lãnh thì phải có những giấy tờ này chuẩn bị nè, là cái hợp đồng nhà của các bạn phải đủ yêu cầu. Yêu cầu là gì, mình đã chia sẻ với cái video trước đây rồi. Cái hợp đồng làm việc của các bạn đó. Đó là cái rồi giấy chứng nhận tàn tật, nếu các bạn bị handicap thì các bạn phải có giấy chứng nhận đó.
và cái bằng ngôn ngữ văn bằng 3 tiếng Đan Mạch của các bạn. Đến suy đến sẽ thấy cái mà mình muốn nói đó, thí dụ mà các bạn đã học cao đẳng hoặc đại học ở đây thì các bạn có thể nộp những cái diploma là bachelor đó hoặc là master degree gì đó, thì các bạn nộp lên, các bạn trong cái bộ hồ sơ đó, khi các bạn nộp lên thì các bạn có thể nộp hồ sơ bằng hai cách. Thì đầu tiên các bạn có, nếu các bạn nộp bộ hồ sơ ở Việt Nam thì các bạn có thể mang tất cả những cái giấy tờ vừa rồi mình vừa kể, các bạn lên trên lãnh sự, nếu các bạn ở Sài Gòn thì các bạn lên lãnh sự quán ở Đan Mạch, của Đan Mạch. Nếu các bạn ở Hà Nội thì các bạn có thể đến thẳng đại sứ quán của Đan Mạch tại Việt Nam các bạn nộp. Nếu các bạn ở Đan Mạch rồi thì mình muốn chia sẻ thêm là khi mà các bạn đi du lịch qua đây xong rồi các bạn cưới, rồi các bạn nộp hồ sơ thì các bạn có thể nộp hồ sơ ở cái sở cảnh sát địa phương nơi các bạn ở. Và một điều nữa là các bạn không cần thiết phải nộp liền khi mà các bạn vừa qua đây. Thông thường thì visa du lịch được 3 tháng. Các bạn có thể nộp trước. Các bạn ngay cả khi, có khi là các bạn có thể nộp vào ngày 89 cũng được. Nó vẫn hợp lệ. Ngày 89 trước khi các bạn cái visa của các bạn hết hạn đó. Hoặc là các bạn có thể nộp trước bao lâu thì tùy các bạn. Nhưng mình khuyên là các bạn nên nộp trước 1, 2 hoặc 3 tuần. Vì sao? Vì nếu mà có gì trục trặc xảy ra, hồ sơ của các bạn cần bổ sung thì các bạn có thời gian để lo những cái giấy tờ đó. Hoặc là các bạn phải về Việt Nam vì một lý do nào đó thì các bạn còn xoay sở kịp. Chứ nếu mà các bạn, trong trường hợp nhiều tình huống xảy ra là các bạn về cái thời gian mình nộp hồ sơ nó bị trục trặc, rồi các bạn ở lố một ngày hoặc hai ngày, lúc đó các bạn sẽ chịu một cái consequence rất là nguy hiểm, là các bạn có khả năng bị penalty. Các bạn khi mà về Việt Nam các bạn sẽ bị penalty ở bởi cái biên giới passport control ở trong sân bay á, thì các bạn sẽ bị penalty là 2 năm hoặc là 3 năm các bạn không được vào Đan Mạch hoặc là vào khu Schengen trong EU, rất là nguy hiểm. Thì nói tóm lại là các bạn nên nộp trước một khoảng thời gian cho nó dễ chịu một chút xíu, flexible một chút xíu. Thì cho dù các bạn nộp ở sở cảnh sát địa phương tại Đan Mạch hoặc là các bạn nộp tại lãnh sự hoặc là đại sứ quán Đan Mạch, thì sẽ có một cái nói chuyện nho nhỏ. Cái này không phải là người ta interview các bạn, nhưng khi mà đến nơi này thì người ta sẽ check từng cái trang trong bộ hồ sơ của các bạn, coi các bạn điền có đúng không. Và sau khi mà người ta đã điền xong hết rồi, người ta đã check xong hết rồi, thì người ta sẽ yêu cầu các bạn, người ta đi chụp hình các bạn và người ta lấy dấu vân tay của các bạn. Cái dấu vân tay này có nghĩa là để cho sau này nếu mà các bạn được người ta chấp nhận cho ở Đan Mạch thì các bạn nhận được cái thẻ định cư đó, thì nó có cái chip trong đó, thì cái chip này nó giữ cái thông tin của cái dấu tay của các bạn. Và mình cũng muốn chia sẻ thêm là khi nếu các bạn nộp hồ sơ tại Đan Mạch thì sau khi người ta check và người ta lấy dấu vân tay của các bạn xong rồi, người ta sẽ đóng một cái dấu vào trong passport của các bạn, là người ta nói là các bạn đang xin diện đoàn tụ gia đình đó. Thì ngay tại thời điểm này, khi mà người ta đóng dấu vào trong passport của các bạn được phép ở lại Đan Mạch trong thời gian cái hồ sơ của các bạn đang được xem xét. Có nghĩa là ngay cả khi 90 ngày trong cái visa của các bạn đã hết hạn rồi, các bạn vẫn được phép ở Đan Mạch để đợi hồ sơ cho đến khi các bạn nhận được câu trả lời từ phía
immigration. Và khi trong trường hợp nếu các bạn muốn đi sang nước ngoài chơi trong thời gian đợi, tại vì thời gian xét duyệt hồ sơ có thể kéo dài từ 3 tháng, 6 tháng, 10 tháng hoặc là hơn 1 năm không chừng, thì trong thời gian đó các bạn có thể đi ra khỏi nước Đan Mạch chơi. Các bạn có thể lên trên sở cảnh sát, các bạn yêu cầu làm một cái re-entry permit. Thì khi mà các bạn yêu cầu thì người ta sẽ cho một các bạn một cái re-entry permit. Nhưng mình muốn lưu ý các bạn rằng cái re-entry permit này nó chỉ có tác dụng ở trong châu Âu thôi, trong khu vực Schengen thôi. Có nghĩa là các bạn không thể trong thời gian đợi câu trả lời của quản lý xuất nhập cảnh về trường hợp của các bạn đi về Việt Nam, hoặc là các bạn đi Thái Lan, hoặc là các bạn đi Mỹ, hoặc đi Canada, hoặc đi những nước khác ngoài châu Âu. Cái này không được. Các bạn đi được, nhưng các bạn vào trở lại không được. Đó là cái điều các bạn cần lưu ý. Thì đó là những cái mình vừa chia sẻ là cái cách mà các bạn nộp một cái bộ hồ sơ. Sau khi các bạn đã thỏa mãn những điều kiện rồi, sau khi các bạn điền đơn rồi, thì các bạn nộp hồ sơ bằng cách là tạo case ID, đóng tiền, xong bắt đầu các bạn chỉ việc ngồi đợi thôi. Thì đó, thì trong thường thời gian có nhiều người rất là nhanh, có nhiều người rất là chậm. Và mình cũng muốn lưu ý các bạn rằng các bạn không cần thiết phải gọi điện thoại lên trên bộ quản lý xuất nhập cảnh. Nhiều người gọi điện thoại lên hỏi hồ sơ của tôi như thế nào rồi, tại sao lâu quá. Các bạn không cần phải gọi điện thoại lên, bởi vì người ta có rất nhiều hồ sơ để xét duyệt, và các bạn hãy tin rằng hồ sơ của các bạn sẽ được xét duyệt. Cho nên các bạn những gì các bạn có thể làm là các bạn hãy đợi và các bạn check thùng thư của các bạn. Thùng thư không phải là email. Thùng thư của các bạn người ta sẽ gửi, khi cần cái gì người ta sẽ gửi thư tay, snail mail á, người gửi thư về cái thùng thư của các bạn. Và nếu người ta nói là hồ sơ của các bạn bị từ chối, người ta sẽ nói lý do, hoặc là người ta cần là các bạn phải cần thêm bổ sung thêm hồ sơ, cái giấy tờ gì, người ta sẽ nói với các bạn. Đó là những gì các bạn có thể làm. Thì đó, cái chuyện nộp hồ sơ thì nó cũng không có rắc rối lắm đâu. Chỉ có điều là bây giờ theo luật mới thì các bạn phải trả một khoản tiền rất là nhiều, hơn 1.000 đô Mỹ cho một lần nộp hồ sơ. Và mình cũng muốn chia sẻ thêm mà nếu mà các bạn hồ sơ của các bạn fail thì người ta không trả lại tiền, các bạn sẽ mất khoản tiền đó. Và nếu các bạn được chấp nhận thì cái số tiền đó cũng không trả lại cho các bạn. Nhưng nếu các bạn thuộc trường hợp là các bạn được miễn trừ lệ phí thì các bạn yên tâm đi, người ta sẽ gửi thư về và người ta nói là các bạn được miễn trừ và người ta trả tiền vào đúng cái tài khoản mà các bạn dùng để đóng tiền lệ phí. Các bạn có thể dùng thẻ Visa của Việt Nam, Mỹ, Anh, Úc, Đan Mạch, bất cứ thẻ Visa hay là thẻ Mastercard nào, cái thẻ nào mà người ta cover đó, các bạn đều trả tiền, đều được hết. Và nó sẽ trả tiền đúng vào cái tài khoản của cái thẻ mà các bạn dùng để trả tiền. Vậy đó. Thì vừa rồi mình cũng đã ráng chia sẻ tất cả những gì mình biết được trong cái việc nộp hồ sơ. Nếu các bạn có thắc mắc thì các bạn có thể viết comment bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời cho các bạn biết. Nên nếu mình có thời gian mình sẽ trả lời cho các bạn biết. Mình chúc các bạn may mắn trong việc nộp hồ sơ. Và có việc gì thì các bạn cứ tự nhiên hỏi ha, mình biết mình sẽ trả lời. Chào các bạn.